Mới đây, Trang Sohu đã chia sẻ thông tin về nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc Triệu Đại Dĩnh và Phùng Thượng Phong ly hôn. Nguồn tin này khẳng định được mẹ chồng của Triệu Đại Dĩnh tiết lộ. Cụ thể, nguồn tin này ghi rõ mẹ của Phùng Thượng Phong tố Triệu Đại Dĩnh không chịu sinh con thứ hai, bỏ bê thiếu quan tâm tới gia đình, ủng hộ quyết định ly hôn và hy vọng con trai sớm tái hôn. Như vậy, thông tin này khẳng định Triệu Đại Dĩnh và Phùng Thượng Phong ly hôn vì mẹ chồng ép cô sinh con thứ hai. Việc này dĩ nhiên gặp sự phản đối kịch liệt từ nữ diễn viên. Sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao, việc tiếp tục có thêm một đứa con là điều không hề đơn giản. Mặc dù vậy, thông tin kể trên được cho là thiếu tính thuyết phục. Kể từ khi tuyên bố ly hôn, bản thân Triệu Đại Dĩnh và Phùng Thiệu Phong và người thân của họ đều chẳng hề nhận phỏng vấn với bất kỳ một hãng thông tấn nào. Phùng Thiệu Phong níu kéo Triệu Đại Dĩnh. Trước đó, Triệu Đại Dĩnh đã chia sẻ lý do cô không đưa con trai tới Thượng Hải để sống cùng mình. Thật ra, tôi cũng muốn lắm, nhưng thằng bé vẫn luôn sống cùng với ông bà nội, không nhẫn tâm rời xa, mà Phùng Thiệu Phong cũng hy vọng có thể tôn trọng quyết định của hai vị trưởng bối. Điều này thực sự gây sốc. Cộng đồng mạng vì không thể ngờ tới, chồng cũ của Triệu Đại Dĩnh đã lấy danh nghĩa bố mẹ mình để ép buộc Triệu Đại Dĩnh từ bỏ quyền nuôi con. Ngoài ra, một nguồn tin trong giới còn cho hay, Phùng Thiệu Phong từng cố gắng níu kéo Triệu Đại Dĩnh. Cả hai từng ra ngoài hẹn hò để bồi đắp lại tình cảm, nhưng rất tiếc vẫn không thể được như xưa. Trước khi tuyên bố ly hôn khoảng 10 ngày, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất. Tài tử họ Phùng còn cầm giúp vợ bình nước, chẳng ai có thể ngờ rằng Triệu Đại Dĩnh vẫn cương quyết ly hôn với chồng.